Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Bây giờ mình relax một chút xíu bằng cách làm bài tập tí xíu nha các anh chị. Coi nãy giờ các anh chị ghét được bao nhiêu. Ví dụ tí mi cho các anh chị câu này, ok, coi các anh chị làm sao nha. Easy. I learned the easy words. I learned the word. Yeah, dĩ nhiên là easily, right? Các anh chị thấy cách dùng nó khác. Một cái là tính từ và một cái là chẳng từ. Beautiful. She sings songs. She sings. Yeah. We have two answers, please. Might win, cái easily mình phải đổi cái thành chữ I rồi mình mới thêm ly. Yeah, easily. Có hai điều là easily hết trơn hả? Đâu phải đâu. Phải không? Một cái là easy, một cái là easily. Rồi câu mới các anh chị. Câu mới. We have two answers please. Mình có hai cái trả lời nha. We sing songs beautifully, phải không? Beautifully. Yes, she sing beautiful song, phải không? Yeah, một cái là beautifully and một cái là beautiful. Okay, now next one. Be careful with this one, okay? Fast. She speaks fast. Thế làm gì đó? I don't understand speech. Yeah, có hai điều là fast. Okay. Fast cũng là tính từ và fast cũng là chẳng từ. So cái fast đầu tiên là chẳng từ, adverb. Cái fast thứ hai là tính từ, adjective. Okay, now next one. Early. Smith buys his newspaper. He buys an edition. Yeah, not only an adverb but also an... Yeah, cả hai điều là early. Okay. The first one is adverb. The second one is adjective. Các anh chị phải để cái nào là adjective và cái nào là adverb luôn nha. Để cho các anh chị nhận ra. Okay. Recognize which one is adjective and which one is adverb. Okay. Nhớ để nha, cái nào là adjective and cái nào là adverb. Yeah, để như vậy đó. Very good, thorough. Okay, next one. Không cần, you don't know to copy the whole sentence. Real. She enjoys stories. Ví dụ như cô lần đây, really, adverb, and real, adjective. Để như vậy, ok? Yeah, để giống như icebreaker vậy đó. That's pretty good. Ok, next one. Yeah, whatever you bring is good to me. General, we have agreed. We make a agreement. Yeah, để giống như icebreaker vậy đó. Generally, right? Generally. And general. Cái generally, nó là adverb modified to the adjective. Ở phía sau, phải không các anh chị? Nó bổ nghĩa cho cái tính từ agree. Right? Cái agreed ở phía sau nó là verbal, hay là mình gọi nó là past participle, làm adjective. Các chị nhớ không? Cái verbal đó, cái gerund thì nó làm noun, nhưng mà cái participle thì nó làm adjective. Participle thì nó có hai loại, present participle hay là past participle, right? Thì nó sẽ làm adjective.
Còn cái infinitive verbal đó, mình học trong cái bài verbal đó, infinitive thì nó có thể nó là một trong ba loại, hoặc là noun, hoặc là adjective, hay là adverb. Okay. Trong trường hợp này nó là participle. Quên cái verbal rồi hả? Phải nói là nín đi em, với gì mà nói chuyện nghe cọc cặn như vậy? Phải nín đi em, phải nói chuyện như vậy. Okay. Mà phải thơ rô là con gái thôi không? Con gái thì mình phải nói chuyện với con gái cho nó ngọt ngào chút xíu. Ok. Cậu cần quá đi mất. Ok, next one nè. Next. Bây giờ sin. Sin. Ok, sin. I heard movement. I heard movement. I think I missed something. Yeah, I think I missed something. That's right, that's right. I think I'm right. Cái đầu tiên là I heard sudden, right? Sudden movement. And suddenly, I heard movement. Cái phía trước nó sẽ là adjective. And cái phía sau nó sẽ là adverb. Okay, next one. Final. I hate examination. Finally, sau cùng, tôi cũng nói sự thật. Tôi ghét cái bài thi cuối cùng, phải không? Final examination, các anh chị hiểu là gì? Hả? Có cái final examination có nghĩa là final test á? Dạ, yeah, cái bài thi cuối khóa đó. Ok. Cuối khóa đó. Chứ không phải là cái bài. Dạ, yeah, cái bài thi cuối khóa đó. Final examination hay là final test cũng là bài thi cuối khóa đó. Ok, next one. Finally là adverb. Sau cùng rồi tôi cũng nói sự thật là tôi ghét cái bài thi cuối khóa. Không phải cuối. Vậy thì cuối khóa mà cuối khóa, ok? Dạ, cuối khóa. Examination hay là final test hay là final examination cũng vậy mà. Right? Ok, correct. Time is usually. Một cái là correct and một cái là correctly. So cái usually ở đây là gì các anh chị? Usually ở đây là gì? Nó là loại từ gì? Yeah, nó sẽ là adverb. Nó bổ nghĩa cho cái tính từ ở phía sau là correct. Okay. Correct ở đây sẽ là adjective. Còn câu sau usually write là nó bổ nghĩa cho cái động từ to write. Okay, next one nha. Next one. Probable. That and that right. Okay, now. Câu này các anh chị. Đó thì có thể. Đúng. Nó thì có thể đúng. So cái trước đó là probable. Là adjective, phải không? Tại vì nó đứng sau động từ to. Còn cái phía sau that's probably right. Nó sẽ là adverb. Tại vì nó sẽ bổ. Phải không? Nó sẽ bổ nghĩa cho cái tính từ right. Okay. Yeah, nó sẽ bổ nghĩa cho cái tính từ right.
nên chị phải hiểu như vậy. Good. Frank told us jokes. Frank told the jokes. Yeah, một cái là good. Tại vì nó là tính từ. Bổ nghĩa cho cái danh từ joke. Và well, nó là chẳng từ. Bổ nghĩa cho cái động từ tell hay là told, right? Okay, next one. Hard. That work was for those men. Those men. Everyone worked hard. Yeah, hard đây là adjective. Bổ nghĩa, nó là bổ nghĩa cho cái động từ, nó đứng sau động từ to be. So nó sẽ là adjective. Còn cái hard đây, hardly đây là chẳng từ, phải không? Adverb bổ nghĩa cho cái động từ to work. Bây giờ mình không còn biết là nó tính từ hay chẳng từ, mình dùng chữ cho nó đúng nha. We have to choose only one. Okay, only one, right? My friend Miss Stewart plays piano. Mình để chữ beautiful ở đâu nè? Ephemeral life. Viết nguyên câu đi, copy. Rồi add vô cái beautiful hay beautifully. Play piano beautifully. Đúng không các anh chị? Phải để nguyên câu luôn. Yes, đây sẽ là beautifully. Ở phía sau. Thường thường đó, cái chẳng từ với cái tính từ không nhất thiết là nó phải để ở gần cái danh từ nếu mà nó là tính từ, và không nhất thiết nó phải để gần cái động từ nếu nó là chẳng từ. Ok, thỉnh thoảng mình để ở phía sau để nhấn mạnh. Ok, để nhấn mạnh. Thành ra ở đây nó sẽ là beautifully, nó bổ nghĩa cho cái động từ to play. Ok, để nhấn mạnh bạn của tôi, cô Stewart thì đàn piano rất là hay. Nhấn mạnh cái chữ rất là hay. So piano beautifully. Okay, next one. Một hồi mình sẽ học về cái position, cái vị trí của chẳng từ. Các anh chị sẽ thấy chẳng từ nó thường thường nó ở gần như là everywhere, yeah? Phía trước động từ, phía sau động từ, phía sau cuối câu là khái như vậy. Happy, of course, all the children were about that. Ok, các anh chị làm câu này đi. Tính từ hay là chẳng từ và nó để ở đâu? Có người biết thôi, chỉ có Toto biết thôi. Người ta nói thường thường con rùa chậm mà con rùa này rất là nhanh. Con rùa này rất là nhanh. Thế các anh chị dở thì thôi, còn chậm hơn con rùa nữa. Chậm hơn con rùa nữa. Of course, all of the children were happily. Sai. Cô Lân đúng. Cô Lân miss cái comma. Yeah, mà để ở đâu Snow White? Yeah, để ở sau động từ to be. Tại vì nó là adjective. Okay, nó là adjective. Okay, next one. Cái này mới có bài tập sơ sơ thôi nha. Mới ăn trắng miệng thôi chứ chưa có phải là bài tập thật sự đâu. Cái này mình còn cười không? cười như con rùa kìa. Good. Edward and Bill write composition in class. Edward với Bill nó thì viết cái bài composition là gì các anh chị? Còn chữ good đâu?
Các anh chị nghĩ thế nào? Mình dùng ở đây là adjective hay là adverb? Good composition. Good composition. Phải không? Good composition. Nó make sense hơn là in class well. Okay. Yeah, nhưng mà mình có cái best choice thì mình phải lấy cái best choice là good composition. Right? Ok, câu này nha. Chữ well để phía sau cũng được, nhưng mà thường thường mình thêm cái có nhiều cái chặng từ nó không có thể go alone được, nó nghĩa là không có thể nó đi một mình được. Đúng dân phạm, nhưng mà thường thường người ta ít khi người ta nói vậy. Người ta thí dụ nói in last very well thì được. Okay, very well thì được. Nó thường thường nó đi với một cái chặng từ khác, nó make sense hơn. Giống như là cái chặng từ near vậy đó. Cô lần nhớ cái chặng từ near không? Cái grammar, cái ngữ pháp thì nó đúng. Okay. Nhưng mà người ta ít khi nói như vậy. Ví dụ nó I live too near hay là come too near. Okay. Người ta dùng một cái chặng từ khác nó bổ nghĩa thêm thì nó người ta thường nói như vậy nhiều hơn là người ta dùng nó alone, có nghĩa là người ta dùng nó một mình. Okay. Yeah, quite near hay là too near. Okay. Chứ ít ai người ta nói I live near a lake, nó cái ngữ pháp nó không có gì sai hết trơn, nhưng mà người ta không có nói như vậy. Okay. Thành ra cái câu của cô lần cũng đúng chứ không có gì sai, nhưng mà không ai nói như vậy. Có thể người ta nói in class very well thì được. Thế okay, chứ không có nói một mình là well. Không có gì sai văn phạm hết. Cái chị hiểu Timmy nói rồi phải không? Ok, next one. Chị dùng chưa trả lời cái câu này nha, chưa trả lời câu này nha. Okay. Cảm ơn cô lắm. Rabbit and good. Conversation is practice for all students. Câu này hay nè, okay. Cô lắm đi học. I see your hands raising. Do you want to come up to the mic and say something or ask something? Cô lần thấy giơ tay có cần lên mic nói chuyện gì không? Okay, thank you. Rồi các anh chị làm câu này đi. Rapidly, good conversation is practice for all students. Làm câu này đi please. Just okay, thank you very much. Thế chị làm câu này đi. Thấy cái câu của Snow Laos rồi đó. Thế chị làm câu này đi please. Để hai cái chữ này vô trong cái câu. Ok. You have to write the correct form, adjective or adverb. In the sentence. And put it the right place. Nghĩa là mình sẽ chọn adjective hay là adverb rồi để nó ở trong câu và để cho nó đúng cái vị trí. Rapidly, conversation is good practice for all students. Rapidly, conversation is good practice. Conversation là conversation rồi, mình đâu có cần definition nó. Thế chị hiểu thì mình nói gì không? Đàm thoại thì là một cái thực hành tốt cho cả cả học sinh, cho cả sinh viên. Đàm thoại gì? Đàm thoại gì? Đàm thoại về vấn đề gì? Phải không các anh chị?
Ok, cô Lân đúng. Cái câu của cô Lân là make sense nhất. Đàm thoại, một cái sự đàm thoại nhanh đó, nghĩa là cái sự mà communication nhanh đó, sự nói nhanh đó, thì là một cái điều thực hành tốt cho tất cả học sinh, cho tất cả sinh viên. Yeah, cái rapidly conversation is good practice for all students cũng đúng, ok. Nhưng mà nó khi mà mình có cái best choice á, thì mình chọn cái, mình có cái choice thì mình nên chọn cái best choice, ok. Nói sao cho nó rõ ràng hơn. Thường thường mình đàm thoại á, cái khi mà mình nói chuyện với nhau, nhất là về cái language á, thì các anh chị nên tập nói cho nó nhanh, phải không các anh chị, tập nói cho nó nhanh, đồng ý không nào? Rapid conversation, phải không? Yeah, cái nào cũng đúng hết trơn, nhưng mà cái đàm thoại để nói cho nhanh đó thì nó là good practice.